Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Căn Nhà Màu Vàng. Và trong chuyên mục Căn Nhà Ký Gửi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo chân Nhân và Camera Bên Đen quay lại thị trường quận 9. Một thị trường mà khá lâu rồi, kể từ khi tụi mình quay tập Vinhome Repack. Nào, theo chân tụi mình nhé. Và khu dự án mà chúng ta sẽ tham quan ngày hôm nay, đó chính là khu Villa Compound Đông Tân Long thuộc khu vực quận 9. Thời gian vừa qua thì quận 9 nổi lên là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các dự án nhà phố, biệt thự. Tuy nhiên thì đây là khu dự án đã phát triển rất lâu mà có vẻ như nhiều người đã quên mất. Và theo chân Nhân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến tham quan một căn villa được hoàn thiện nằm tại khu vực đường A5. Đây là một căn villa được xây dựng với thiết kế hiện đại, bao gồm gara để xe và sân vườn với diện tích là 200m² diện tích đất. Nhà được thiết kế theo lối là 1 trệt 2 lầu, hoàn thiện facade bên ngoài, bàn giao thô bên trong. Nhà hiện tại đều đã có sổ hồng, chính chủ nên các bạn có thể sang tên công chứng rất là dễ dàng. Ngoài ra, điểm đặc biệt lớn nhất thì đây là một khu rất là riêng tư, yên tĩnh, phù hợp với những ai đang mong muốn tìm ra một cái không gian sống ngoại ô phù hợp với gia đình của mình. Bên cạnh đó thì một trong những điểm nổi bật nhất của khu đô thị Đông Tân Long này đó chính là một cái hồ điều tiết cảnh quan rất lớn, diện tích rất lớn, phải nói là to khủng khiếp luôn á. Thì cái hồ cảnh quan này được thiết kế với đường đi bộ quanh hồ có thể thuận tiện cho việc tập thể dục hoặc là tham đi dạo bộ của cư dân. Ngoài ra thì bên cạnh đó sẽ được xây dựng cái khu công viên ven hồ. Thì nếu như anh chị nào làm trong nghề lâu thì sẽ biết là cái giá trị của cái hồ điều tiết này rất lớn đối với mỗi khu dự án. Đặc biệt ví dụ như khu đô thị như Sala nè, Blackview nè, thì việc mà có một cái phần hồ điều tiết lớn trong khu vực này sẽ tăng giá trị khu này rất nhiều. Thông tin chi tiết về căn này thì các anh chị có thể liên hệ ở phần description bên dưới mô gặp theo giá bán và lịch hẹn để đi tham quan. Mình muốn xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.